Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận ngay một cái đồng token Real nhé. Thì cái nhiệm vụ này rất đơn giản là mọi người chỉ cần dán cái địa chỉ ví BSC thôi. Và sau đó bấm chọn Submit thì mọi người sẽ nhận được ngay một cái đồng này. Rồi thì thực ra cái đồng này thì là mọi người phải tuyển rep thì sau này thì nó mới cho rút nhé. Thì một cái đồng này nó sẽ tương đương với 1 đô la. Rồi ok, sau khi bấm vào cái đường link mình để ở phần bình luận ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như này. Thì ở đây nó sẽ có cái dòng là nhập địa chỉ. Mọi người sẽ dán cái địa chỉ BSC vào đây cho mình. Ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn Submit này. Rồi. Thì đây chính là cái đường link tuyển rep nhé. Mọi người copy cái đường link tuyển rep này để tuyển rep này. Thì đây là cái balance, cái số dư của mọi người là khi dán địa chỉ nhất là sẽ nhận một cái đồng này. Rồi ok, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào verify này. À, thực ra thì cái mục này cũng không cần thiết lắm. Nếu mà ai thích làm cái mục này thì có thể đăng nhập vào trong bằng ba cách này nhé, để làm các nhiệm vụ rồi nhận thêm. Đây là một bâu giải thưởng là 120.000 đô la này cho những ai hoàn thành này. Có khi mình làm luôn đi nhỉ, mình sẽ đăng nhập bằng Twitter đây. Rồi ok, đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Rồi sau đó bấm tích chọn vào dấu ô vuông và chọn continue. Rồi làm các nhiệm vụ là follow Twitter này, chọn follow. Thì đây chỉ là nhiệm vụ làm thêm thôi nhé, nếu ai làm thì làm, không làm cũng không sao cả. Ok, chọn theo dõi. Rồi sau đó quay trở lại, bấm continue, tiếp tục join vào Telegram. Rồi chọn join này, quay trở lại và mình nhập username của Telegram và mọi người sẽ phải ở trong nhóm của nó một vài giây. Rồi ok, quay trở lại, bấm chọn continue. Rồi join tiếp, sẽ phải ở lại trong nhóm 2 giây nhé. Join này. Ok. Mọi người chờ 2 giây thì sau đó quay trở lại. Nhập username. Chọn continue. Rồi, sau đó join vào Facebook này. À, đây là đăng nhập thôi. Quay trở lại đi. Tiếp theo thì mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube của nó nhé. Rồi chọn đăng ký, nó quay trở lại. Rồi sau đó là sẽ nhập cái username hoặc là cái kênh channel của nó, thì mọi người sẽ nhập vào đây nhé. Rồi đây mọi người sẽ quay trở về YouTube này. Thì cái tên kênh đây này, mọi người sẽ đánh cái tên kênh này nhé. Rồi sau đó bấm chọn continue. Rồi ở cái mục Facebook này, nếu mọi người đăng nhập bằng Facebook thì mọi người sẽ không phải làm nhiệm vụ này. Thì cũng như là mình đã đăng nhập bằng Twitter rồi thì mình sẽ không làm cái nhiệm vụ này nữa. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.